Rồi, hello anh em ha. Nay là chiều thứ ba ngày 11 tháng 4 nha. Em lên cho anh em xem một top gà giáp tầm 1 tháng đó nha. Cái này có tới 2 bầy lận nha anh em, 12 con tất cả. Em pha 2 bầy này vô để có nó không có trùng huyết á, để cho anh em cản độ cho được nha. Em cứ bắt ví dụ anh em bắt 5 6 con vậy thì cứ 2 con bầy này, 3 con bầy kia ha, để cho anh em ghép anh em cản độ nuôi cho nó được ha. Rồi, giá như cũ nha anh em. Top này lớn hơn nhưng mà em vẫn để giá như cũ nha. À, cứ 300 con đó. Anh em nào có mến thì alo em ha. Mấy con này rất là đều nha anh em ha. Đều đẹp nha. Lớn này nữa là chắc phải 3 tuần nữa mới có gà lại nha anh em. 2 tới 3 tuần nữa nha. Đó, mấy con này nó hơi khác bài nhau nên nó có cắn nhau nha. Cắn nhau chút xíu nhưng mà cũng không sao. Nhỏ này nó cắn này, lớn mình ghép nó dễ, ghép từ nhỏ luôn thì nó dễ hơn. Sau này nó ít cắn nhau. Rồi, có trống có mái đầy đủ ha. Anh em nào có mến thì alo em. 300 một con nha.